Vườn hoa hướng dương nằm trong đền thờ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đồng loạt khoe sắc trước nắng xuân, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Vườn hoa hướng dương rực rỡ rộng hơn 100m² ngay trong khuôn viên đền thờ. Nhiều bạn trẻ đến đây say sưa chụp ảnh với vườn hướng dương vàng rực, có hàng trăm cây đang đua nhau nở vàng cả một góc đền thờ. Nhân dịp năm mới thì đơn vị của chúng em có đến đây là viếng bác hai Phạm Hùng và thấy cái vườn hoa hướng dương này rất là đẹp, nên hôm nay Tết đến xuân về thì em có rủ các bạn và một số đồng nghiệp đến đây chụp hình để lưu lại những kỷ niệm và chào đón năm mới Kỷ Hợi thật là hân hoan, vàng tươi và hạnh phúc. Hôm nay con đến đây đền thờ bác hai Phạm Hùng. Con thấy làng hoa hướng dương rất đẹp và con được chị hai chụp hình rất vui. Theo ban quản lý đền thờ bác Phạm Hùng, vườn hoa hướng dương này được duy trì trồng mỗi dịp Tết để người dân khắp nơi đến viếng bác hai Phạm Hùng, chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.